Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin làm một cái video mà để trả lời những thắc mắc của anh em mà đã có gửi ý kiến lên hỏi mình, và cũng như là giải đáp một số cái nhu cầu của các bạn về cái vấn đề là tại sao phải lắp cái bóng LED Osram cũng như là xin nhan đờ mi của Osram. Rồi các bạn thấy hiện tại trên hình thì các bạn thấy là mình đã chuẩn bị sẵn hai cái xi nhan riêng trên xe của hầu hết tất cả các dòng xe hiện tại trên thị trường, cũng như là một cái bóng hậu của hãng Stanley. Cái này là cũng sử dụng chân B21 giống như những cái dòng xe hiện tại bây giờ đang sử dụng các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm một cái thí nghiệm nhỏ thôi để chứng minh cái vấn đề là tại sao chúng ta cần phải thay cái tất cả những cái bóng trên xe là sử dụng bóng halogen này bằng bóng LED của Osram. Thì các bạn thấy là mình đã chuẩn bị một cái đồng hồ công suất. Mình nói sơ về cái đồng hồ cho các bạn cùng hiểu về cái nguyên lý hoạt động của nó đã. Các bạn thấy là ở trên nó có 4 mục tổng cộng. Ở bên trái trên cùng là hiển thị thông số ampe, cường độ dòng điện. Bên tay phải trên cùng là hiển thị số điện áp là 12,24V. Và bên dưới bên tay phải bên dưới cùng là hiển thị số công suất cũng như là số watt của đèn. Và bên kia tay trái bên tay dưới thì chúng ta không quan tâm lắm về cái thông số này làm gì. Rồi bây giờ mình sẽ để đồng hồ đây. Đây các bạn. Rồi, đầu tiên thì mình xin gắn cho nó sáng cái bóng này là bóng xi nhan của các cái xe zin trên xe. Rồi mình sẽ zoom cái thông số cho các bạn cùng xem là nó đang đạt bao nhiêu nha. Các bạn thấy không ạ? Hiện tại nó đang làm một cái bóng xi nhan không, nó đã tiêu thụ tới 0,7A, cường độ dòng điện là 0,7A và điện áp cái công suất hiện tại đó là 8,4W. Nó thấp hơn cái bóng cái thông số thực tế của cái bóng ghi trên bóng là 1,4W đó. Các bạn thấy một cái bóng xi nhan không mà nó tiêu hao tới 8,4W rồi, tức là một bóng này trung bình là 10W là thông số trên thông số mà cái thông số mà ghi trên cái bóng. Rồi bây giờ mình tắt đèn đi mà mình rút cái bóng này ra, nó khá là nóng nha các bạn. Các bạn thấy là mới vừa lên mình cầm mà nó có khả năng là phỏng tay rồi. Mình rút cái bóng này ra. Thì đây là hai cái loại LED Osram mà bên mình đang sử dụng và lắp cho khách cũng như là cung cấp cho các bạn ở xa. Đây các bạn. Đó, đây là hai cái loại xi nhan cũng như đờ mi Osram. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm một cái bóng Osram vào vị trí này nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó sáng. Đây là màu xanh dương nha các bạn. Mình cho nó sáng và mình để đó. Mình tiến hành cho các bạn xem cái thông số kỹ thuật. Các bạn thấy là nó nhẹ đến cái mức mà không có tiêu hao điện năng luôn. Các bạn thấy là không có ampe cũng như không có watt luôn, không có công suất luôn, không có hiển thị thông số công suất, tức là nó nhẹ đến mức độ mà không hiển thị hai cái thông số trên. Rồi tiếp tục mình sẽ chuyển qua cái bóng Osram mà đang được rất nhiều các bạn ưa chuộng trên thị trường. Đây các bạn, mình sẽ cắm vào rất là gọn nhẹ luôn các bạn. Rồi mình cho nó sáng nha các bạn. Rồi các bạn thấy là một cái bóng xi nhan nó sáng ghê không, nó sáng hơn rất nhiều so với cái bóng zin luôn các bạn, độ sáng khá là tốt. Đối với cái bóng này thì cái công suất nó có nhỉnh lên một tí xíu, tức là nó đang tiêu hao cái công suất nó đang đạt là 0,8W và cái cường độ dòng điện đang tiêu thụ là 0,07A, rất là nhỏ luôn các bạn, nhưng mà đạt cái độ sáng thì gấp mấy lần, rất 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 nhiều lần so với cái bóng zin nha các bạn.
các bạn thấy cái độ sáng nó rất là sáng, rất cực kỳ sáng luôn. Đây mình cắm thử lại cho các bạn xem cái bóng zin trên xe này, cái xi nhan zin trên xe nó sáng so với cái bóng này như thế nào nha. Đây bóng zin nè các bạn, đây là cái bóng có ra mới, các bạn thấy không ạ, sáng hơn rất nhiều so với bóng zin. Rồi tiếp theo mình xin nói về cái vấn đề cái bóng hậu. Cái bóng hậu này là của cái hãng Stanley sản xuất, và mình tháo trên cái xe Winner zin xuống thì ở phía sau đuôi nó có ghi cái thông số là 12V sạc 18 sạc 5W. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo thực tế cho các bạn xem thử nó có đúng như vậy không nha. Đầu tiên thì mình xin cho nó sáng ở cái chế độ dummy. Rồi đang sáng ở chế độ dummy, mình zoom cái đồng hồ cho các bạn xem. Ở dummy thì mình các bạn thấy là hiện tại cái ampe nó đang đạt là 0.39A và cái công suất hiện tại là 4.7W, thì nó chơi lệch nhẹ so với cái thông số trên bóng zin nó đã ghi 4.7, 4.8 nha các bạn. Rồi thì tiếp theo mình sẽ cho nó sáng, công suất nó đang đạt là 14.4W và cái ampe nó đang vẫn là 1.19A, rất là cao các bạn thấy không ạ. Cộng lại hai cái này là dần lên tới, nó lên đến tổng cộng là 22 gần 23W. Mình đã cho sáng hai cái chế độ luôn các bạn. Cái công suất thực tế mà chúng ta đo thì chúng ta thấy là cái cường độ dòng điện là 1.62A và cái công suất nó đang đạt là 19.7W, tức là gần 20W so với cái công suất tiêu thụ của cái bóng đèn zin trên xe đây các bạn nhé. Rất là nóng. Rồi mình tiến hành mình đo qua cái bóng Ora ở chế độ dummy. Rồi dummy đây các bạn, các bạn thấy là ở chế độ dummy thì nó nhẹ đến mức mà không có nhảy luôn điện áp luôn, không nhảy điện áp cũng như không nhảy cái ampe luôn. Tiếp theo mình sẽ cho nó sáng ở cái chế độ là stop. Ở chế độ stop thì các bạn thấy là có một cái sự chênh lệch nhảy chút xíu thôi, đó là 0.07A và cái công suất là 0.8W, rất là nhẹ. Bây giờ mình sẽ cho nó sáng cả hai đầu thì xem như thế nào nhé. Đây các bạn thấy là cái ampe nó đạt là 0.1A, rất là nhẹ, và 1.2W là ở chế độ sáng cả hai đầu, tức là cả dummy và cả signal, cả dummy và cả stop. Thì vừa rồi mình cũng đã làm một cái thử nghiệm thực tế để cho các bạn cùng xem. Thì các bạn thấy là đầu tiên mình sẽ nói về mình nói lại cái bóng signal. Đây các bạn. Đây. Đây là cái signal mà mình đã sử dụng để đo cho các bạn xem. Thì các bạn cũng thấy là đây. Bên tay trái mình là cái bóng Osram. Bên tay phải mình là cái bóng signal dummy zin trên xe. Thì các bạn thấy là vừa rồi mình đã đo cái công suất thực tế của hai cái bóng này, và các bạn thấy sự chênh lệch rất là nhiều. Một bên nó tiêu thụ đến gần 9W là bóng zin trên xe, còn cái bóng của Osram này thì mình đo thực tế các bạn thấy là nó chỉ có 1W thôi. Chúng ta thấy là nó chênh lệch rất là nhiều, nhưng mà độ sáng này lại không được bao nhiêu. Các bạn thấy là một bóng signal dummy của Ram này mình đo thực tế nó rất là sáng, và nó sáng hơn gấp mấy lần, nhiều lần so với lại cái bóng zin trên xe. Rồi mình đổ vào bên tiếp theo, mình so sánh ở cái công suất của hai cái bóng zin trên xe, một cái bóng là dummy, một cái bóng là stop của Ram, cũng như là một cái bóng stop zin trên xe. Thì công suất mà hai cái này đưa ra thì các bạn thấy là một bên nó chỉ có 1.3W thôi, và một bên cái bóng zin trên xe thì nó tiêu thụ đến 20W. Các bạn thấy là nó gấp gần 20 lần. Mình nói về công suất thì vừa rồi mình đã đo thực tế rồi, thì bây giờ mình nói tại sao cũng các bạn cần phải thay cái Osram cũng như dummy bằng bóng Osram. Thứ nhất là mình nói về cái công suất nó của hai cái bóng này nó khá là nóng. Đây là bóng stop và đây là bóng signal.
thì các bạn thấy là vừa rồi mình đã cho sáng một tí xíu thôi thì nó đã cho ra cái nhiệt độ đó là rất là nóng rồi, tỏa ra quanh cái chỗ đèn rất là nóng, cho nên các bạn lắp cái bóng này về lâu về dài á, thì nó sẽ gây ra hiện tượng là ố cái chỗ đèn cũng như là nó bị lão hóa cái lớp xi trên chỗ đèn đi và dẫn đến hiện tượng là mờ, cũng như là về lâu về dài nữa thì nó dẫn đến hiện tượng là chảy cái chân đèn của chó, nên là cái chó nó sẽ không được bền đó. Đó là cái nguyên nhân chính mà dẫn đến hư cái chó đèn của chúng ta, cho nên chúng ta cần phải thay gấp cái dermy sinyal cũng như là cái bóng stop này đó. Cái thứ hai nữa là cái độ sáng thì không được hiệu quả cho lắm, cho nên là mà cái công suất thì lại rất là cao, ampe cũng như cường độ dòng điện cái cường độ dòng điện cũng như là cái công suất thì rất là cao, so với cái bóng led ra thì rất là nó gấp khoảng gần 20 lần đối với cái bóng stop này và gấp 10 lần, gần 10 lần so với cái bóng ram này. Thì các bạn thấy là cái nào lợi hơn ạ? Rồi, vừa rồi mình đã làm một cái video thực tế mà nói về cái công suất tiêu thụ và nguyên nhân tại sao chúng ta cần phải thay cái bóng dermy sinyal của ram bằng thay vào vị trí của hai cái bóng stop và sinyal zin trên xe. Đó. Thì nhìn vào cái vấn đề và công suất thực tế thì các bạn thấy là chênh lệch rất là nhiều. Và vừa rồi mình đã giải đáp câu hỏi mấy lâu nay các bạn hỏi mình trên cái channel của mình, đó là tại sao phải thay Osram và Dermy Stop bằng bóng Osram. Thì vừa rồi là toàn bộ cái quá trình mà mình trả lời câu hỏi cho các bạn. Hy vọng là video này giúp các bạn giải đáp những cái câu hỏi thắc mắc của mình mấy lâu nay. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Thân ái chào tạm biệt.